Còn cái này nữa, ông Quyền, đây nè. Đây. Rồi sau đây cô quý vị bà con cùng mua rồi lấy vé 10.000 và hướng mắt lên trên sân khấu để chào đón người đẹp La Kim Quyền. Xuân quê tôi sầu thương về quê ngoài, Tết xa nhà buồn bã nhớ quê cha. 53 rồi cờ ra con mấy, còn mấy gì ra, mấy gì ra. Kiếp tầm thì phải nhã tư, ánh đèn sân khấu. Ánh đèn sân khấu làm vui lòng người. Tôi hỏi mợ không sanh con được. Tôi tìm người về đây để sanh cho tôi có một đứa cháu để nối dõi tông đường. Mà tại sao nỡ lòng nào mà tàn nhẫn vậy hả mợ ơi? Hả? Bà con ơi thấy không? Tôi không có cháu nội để nối dõi tông đường. Tôi tìm người về đây để sanh cho tôi có một đứa cháu nội mà nỡ lòng nào mày. Mày chết mẹ mày chết. Đưa lại đây. Mày, cháu nội tao mà có bề nào, mày không yên với tao đâu. Ngay bây giờ chúng ta cùng chào đón người đẹp nữ ca sĩ La Kim Quyền với hơn 20 năm trong nghề lô tô với những kinh nghiệm diễn xuất vô cùng điêu luyện. Mấy gì ra bướm bướm bay trong gió, bướm bướm lượn cánh qua, bướm bay gì qua đá tàn, bướm bay gì qua đá tàn, tàn được cái này một đời qua cái này móc vé ra. Tụi chị á, giống như là mùa gần đi làm á, nhiều khi phải mặc đồ nhóm, rồi mình phải để những cái đồ đó cho nó trước mặt mình mới thấy. Nhiều khi mình cất á, tới lúc mình cần mình tìm mình phải moi ra hết đó, nên em thấy là rất là bề bộn. Mượn bây giờ là mấy ngày rồi. Chị em mình tình nghĩa là trên hết, cứu qua cứu lại. Chứ bây giờ tự nhiên mà giờ làm có tiền mà chị không có gửi trả cho người ta làm sao được. Em nói chị nghe nè. Lúc mà mượn á, nó cầu cứu mình á, nó gọi tới nhà điện thoại một ngày 70-80 cuộc. Đó. Mà giống như chị em mình nói thật sự là mình cũng đi làm, mình cũng không khá giả hơn ai đâu. Nhưng mà thấy chị em á, mình biết cái cuộc sống hội chợ đi rất là khổ. Bây giờ hiện tại mình làm cố định ở Sài Gòn rồi thì nó có chỗ che nắng che mưa. Nắng mưa gì thì mình làm cũng có cái đồng ra đồng vô, 3 ngày nó như thế. Thậm chí á, nhiều lúc á, đang đi trên đường mà lỡ mà không có tiền á, chị mới nói thôi điện thoại lại tới, chị Quyền ơi cho em một vài trăm ngàn, hoặc là cho em mượn đỡ vài trăm. Quyền nói làm sao chị gửi được đây. Bây giờ em tấp vô cái quán cà phê nào lớn hoặc cái nhà nào lớn người ta đó, em vô đó em hỏi. chủ nhà xài điện thoại mạng gì, rồi chị gửi cạc điện thoại qua, rồi em lấy tiền đó em đổ xăng hoặc em mướn nhà nghỉ em ở lại em nghỉ, chứ khuya lắc wheeler rồi chạy xe về nó không an toàn. Mình tốt mọi thứ như vậy đó, mà nhiều khi mình nhận lại á, là điện tới vui thì bắt máy, nhắn tin không trả lời, nói là vậy đó. Lúc trước á, ở nhà chung với chồng ở Bến Lức á thì tôm tất lắm, còn bây giờ á, chị với chồng chị á có chuyện lục đục, chị chồng chị chia tay rồi, chị dọn lên đây này chị ở nè, nên cái cuộc sống chị hiện tại giờ chị chưa có thích nghi lắm. Trời, 17, 18 năm vậy cưng, đâu phải là ít đâu. Mình đi hát hội chợ tỉnh á, là thường thường á, là mỗi buổi tối mình diễn xong đó là mình đi ra vòng vòng ngoài trước mình ngồi đó, thì sẽ có những mấy anh mấy chị đồ ngồi đó, thì những cái anh thanh niên đó thì ngồi chơi, nhưng mà vô tình là quen thôi, chứ thật sự là cái đó là chồng Quyền để ý Quyền trước. Nói thì nói như vậy thôi, nhưng mà mình biết mình là người chuyển giới, là mình là người, cái thân phận mình như thế nào đó. Quyền không bao giờ trong không tin thì mình mới ngỏ lời mình hỏi, bây giờ đoàn chuẩn bị dọn đi rồi thì có đi theo hay là không. Nó nói đi, hậu gan rồi đi nha. Trời ơi, thì mình cũng nghĩ là chắc thương thật sự rồi đó, cái đầu đi. Mà lúc đó cái đi giống như là đi giống như mình bị cấm cản tình yêu cái gì. Hai đứa trốn chạy đi, là từ Bến Lức mà đi xuống tới Cây Lậy. Quyền đi vô nhà bà chủ đòn á, là hai đứa nắm tay nhau trốn đi. Ôi, nhiều lần cãi lắm đó. Hình như Quyền nghĩ là hết duyên rồi. Nhiều trận cũng lớn lắm, nhưng mà không có chia tay được. Cái hình này là chưa bóc tem luôn, tính để về nhà lớn ở dưới á. Đây là những hình ảnh của Quyền đi diễn, đi sự kiện, rồi diễn ở đòn. Mà Quyền nghĩ á, mấy bạn fan này nè, rất là có tâm, nhiều hình lắm nè, mọi người thấy không? Rất là nhiều cá tính đó, rất là nhiều màu sắc luôn đó. Quyền cũng cảm ơn tất cả mọi người. Quyền không nghĩ là mọi người thương Quyền như vậy. Mà không có chồng nhưng mà đánh đổi lại Quyền cũng được nhiều khán giả thương. Quyền cảm thấy mãn nguyện. Ôi, hai cái gương của chị mười mấy năm rồi đó. Ở dưới quê á. Bộ đồ đẹp lắm. Sao đâu chế ơi, không sao đâu. Không, mình lấy miếng băng keo mình dán nữa được không? Cũng được. Mọi người ơi, có cơm rồi, tôi được người tắm đuôi. Chưa có đều. Thì Quyền thích ngồi ăn chung vừa ăn vừa nói cho nó vui. Chứ tự nhiên mình ăn mình ngồi giống như là mình ăn một mình nó cũng cảm thấy là nó bị buồn. Cái này là mì gì vậy mẹ? Cái này là bún riêu cua. Anh này bán không? Anh này bán không? Lấy một phần bún riêu cua. Qua tiếng em không vui lòng, vui lòng. Đem cái tủ xuống nè, chôn chôn. Thôi mình đem xuống giúp làm đi. Đâu, cái gì mình quá. Cất tao không đi đường xanh nấu với má ơi, đi đường này bá cái thùng. Chiều chiều. Anh chạm đèn đó chị không kịp anh chồng. Đinh lên. Không, cái đó là hình thức thôi. Thôi. Quang. Dạ. Đây này dưng cái là nốt thảy vô trong kia đây để ấy, có đi xô mình lấy cái này theo đi cho nó dễ. Trời ơi. Cứ quét đi rồi bắt đi đâu mà. Đó này là quét lẹ đi. Đúng rồi. Rồi vậy ra nè. Nhưng mà làm ăn lớn rồi, ví dụ như hỏi mượn thì đôi lúc chị em là giúp đỡ nhau vấn đề đó, nhưng mà cái việc phải ra cái đó. Hứa là tự động mình hứa, tự động mình nói ngày tháng hết trơn rồi, chứ ở đây không có bắt buộc ngày tháng. Đôi lúc kẹt thì đôi lúc phải có những cái kẹt. Nhưng mà chị nói em nghe nè, em mượn tiền á, lúc mà phải đưa tiền cho em sao em nhận em ngọt ngào cái gì. Mượn tiền thì mượn tiền đám cưới, mà trả tiền thì trả tiền đám ma. Đây, cái này nè là cái kiến cần bị hư hả? Cái mặt xấu ở trong mình nó nhỏ mà ngoài bự dần dần mà. Photoshop lố ta. Ai làm vậy? Để con tội nghiệp dâu của má. Từ ngày lấy chồng về á mà không có ở, hai đứa không ở được bên nhau đâu lâu hết trơn á. Ủa mà nãy giờ má nói chuyện với con không chung đâu. Nói là thôi má già cả rồi má hát tao có hơi mà hát. Thôi thì kệ má hát lại cho con nghe đi. Thôi bây giờ con muốn hát thì má hát cho con nghe. Bắt đầu lại lên nhà nha. Dạ bọn em không chịu rồi, em quay vô hôn hết luôn. Em hôn anh á. Nói kỳ quá, cái gì kỳ quá. Rồi bắt đầu là thôi, vô lại cái đầu này sang nhà luôn. Từ từ rồi đấy. Từ từ rồi đấy. Đừng có nhìn chung con, nhìn thấy của nhìn chung con mà. Nhìn là cái má nhà ai cứ là ai cũng đừng có nhìn con. Con nhớ bạn gái yêu thương vợ của con. Để không nhớ khúc đó, phải nhớ là ôm lại khúc đó. Rồi xong để chồng chung nó nói, sao tự nhiên nó tay má lạnh với má. Như vậy chồng chung nó tự nói, phải không? My ơi, má sao tay má gì đó nó cái đấy. Anh ơi, má ơi má làm gì vậy má? Nói chậm chậm thôi, giống như bắt búng gì đó, cuối cùng là gào lên. Má là càng lớn càng tốt, nhớ ẩm đưa ra giữa con nấu. Hoa Kim, chiều hả? Chiều 12 là 12 đó. Alo. Alo. Dạ. Chỗ người ta làm đi ra đó. 3 giờ 7 rồi nhắn trước. Nhẹ chưa? Nhẹ rồi. Alo giỡn đi mình cứ giỡn. 1 2 ok. Công đường vũ phúc. Con là Ngọc Quế Anh. Đây là ương trẻ đã chính thật. Có răng sông sờ xin nguyện đến tiếng ca cho. Hơn 40 rồi đó, năm nay là hơn 40 rồi mà giống như con nít, ham vui, thích chỗ nào hoạt náo nhiệt, thích đi chơi gì đó. Đi la làng đã sớm, nói khùng, nói điên, nói bác ái, nói tình nồng, nói tùm lum tùm la. Quyền thích vậy. Sao mà làm đậm chứ vậy? Giáo bánh của người ta mẹ làm đậm như Cường. Đâu có đậm như đâu. Thảo Nhi là chưa có làm gì chân cũng đẹp, Thảo Nhi giống con gái mà. Thảo Nhi là người chuyển giới mà đẹp nhất Châu Đòn đó, giống con gái. Nói gì vậy chuyển giới vậy em gái chị nói gì chị Quyền? Quỷ như này nè. Quỷ như này. Vậy thôi, không chơi thôi. Mắt xuống như này thôi, quỷ. Mày thương Trung thì nó khác. Để tao rất là ngại mùi á. Trung ơi, mày nhớ xịt nách nha. Khúc cuối trời ơi, ngay khúc cuối nữa. Mày sang khúc đó bà má chưa chết, bà chết luôn. Ngay khúc cuối nó chết cha rồi, nó ra mồ hôi nữa. Rồi, đã xôi cho con ơi. Vô đây bà ơi. Ngay từ bây giờ tha thiết gọi mà khán giả đi sau đến lùi, chúng ta tranh thủ bước bằng vào bên trong để chúng ta lựa chọn cho mình chỗ ngồi ổn định. Gì đa mày 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 gì đa bướm bướm bay trong gió, bướm bướm lượn cánh qua, bướm bay gì qua đá tàn, bướm bay gì qua đá tàn, tàn được cái này một đời qua cái này móc vé ra. Ở kế bên luôn Nhi ơi, hai bước chân Vũ ơi, đứng lên ủng hộ cho chị Nhi. Số tiếp theo mấy gì đa cái này ba gì đây, ba gì đa ba gì đây, ba gì đây. Ba dì đa chiều nay ra bờ sông vắng, thấy con chuồn chuồn bay về chuồn chuồn đưa tin báo mai này em về chốn xa. 33 ai đưa cho cầu cầu năm. Và ngay bây giờ chúng ta cùng chào đón người đẹp, một trong những giáo viên gương mẫu nhất trường em quý vị, nhưng nghề nghiệp tay trái của cô ấy lại làm quý vị rất bất ngờ. Cho dài nặng lãi thú vị, người đẹp La Kim Quyền. Cho nhau cởi áo qua đường, lấy thân nhau dù nắng mưa dài dầu, thương nhau nắm lấy dây trầu chứ lấy buồn cao cho đến khi bạc đầu. Cho nhau cởi áo qua đường, lấy thân nhau dù nắng mưa dài dầu. Thương nhau nắm lấy dây trầu, như lấy buồn cao cho đến khi bạc đầu. Trời ơi, rồi con chuẩn bị đồ xong hết chưa? Dạ thì con cũng chuẩn bị xong rồi, tối nay con đi luôn đó má. Má thấy thương hai đứa quá à. Hai đứa mới cưới nhau chưa được bao lâu mà bây giờ một người Nam người Bắc. Nói cũng sẽ về rồi. Nói buồn mẹ má. Cảm ơn em. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã yêu thương Quyền cũng như là đoàn, tất cả thành viên trong đoàn. Đây là một ca khúc nói gì về mẹ. Đặc biệt những nghề đi hát như vậy nè, không có thường xuyên được về Tết nhất hoặc là lễ gì đó, thì mình đều đem niềm vui cho khán giả. Muốn về nhà mà không có thời gian, thỉnh thoảng gọi điện thoại ít lắm. Mẹ Quyền nói chỉ cần gọi về chút xíu thôi là cũng vui, nhưng mà nhiều khi bận quên không có gọi. Mắng gì vậy? Mắng gì? Rứa mở ta coi. Kìa. Lên đi mắng lại nha cho chị. Cái thôi con nước một chút xíu nữa thôi. Là mày cấu cho con điêu mà đứng dưới bàn đấy. Rồi chị nhìn bên em. Rồi đó hát đây là mình thấy hai đứa qua đây là mình có nước. Tự nhiên em đứng tao lên chị không thấy em. Quấn nước nó ghê luôn á. Tức. Lại đây. Của ba má mình trong cảnh quê. Đem lên cho ăn. Nhưng mà trước khi bà thấy mẹ đem dịch lạnh để em hỏi cho tụi con miếng ngoài này ăn hết cho ăn hết đi, ăn ra cho đoàn ăn cả cho mình ăn. Không thì gấp ít thôi, để nó đem ăn ra thì gấp ít rồi hết phải được. Má tặng ngọc thân ngọc gì là má chỉ tặng tiền thôi của lộ đó mà trời biết không được, má phải bỏ cái vô trong khi chơi đó. Chứ má chỉ tặng cái tiền thôi, chứ bó bông đó là của lộ. Mọi người ơi về trước nha. Nhanh về nha, về với mẹ, cảm ơn mẹ. Mẹ chưa ngủ đó hả mẹ? Trời ơi, điện cho tôi về 2 ngày mới điện một lần. Điện cho tôi mỗi ngày điện 2 ngày. Trời ơi, nhiều khi con nhớ tôi đây vậy trời. Đâu, đi làm nhiều khi xa rồi tùm lum công chuyện của con, giờ gần Tết đó. Rồi bệnh xương khớp mẹ sao bớt chưa? Bỏ vụ bệnh mẹ đi, bây giờ mà lo cho con nè. Lo ăn uống đàng hoàng nè, sức khỏe gìn giữ nè, sắc đẹp gìn giữ nè. Nha, cho tôi mừng coi. Biết rồi, con biết lo mà. Biết lo nhưng mà con cỡ nào con cũng làm con bé bỏng của mẹ. Cũng chút xíu á trời.